Hello anh em, hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em một dòng máy cân bằng laser 5 tia của Hukan nhé. Dòng này sẽ là 5 tia và 5 tia xanh luôn. Đó, ưu điểm của dòng này là độ bền và giá cả của nó cũng rất là vừa phải. Thì máy nó sẽ cho anh em là đi một máy này, một pin này, một sạc nhé. Đây là dòng pin sạc nhé. Và một túi. Đây. Bên trong túi đây, túi này là mình đã nhấc máy ra rồi đó. Nó cho mình thêm một cái kính này nhưng mà thực ra là chắc chả anh em mà đeo mà đó. Rồi bây giờ mình sẽ test cái máy nhé, quan trọng nhất là test máy thôi. Thì mình giới thiệu cụ thể với anh em một chút nhé. Thì cái con Huka này chất lượng của nó sẽ tốt hơn hẳn so với những cái dòng mà Trung Quốc anh em thường mua nhé, những cái dòng mà tên kiểu Nhật Nhật ấy. Thì mình khuyên chân thành anh em luôn là tìm hiểu kỹ vào, nếu mà nó là đồ chính hãng thì mình hãng dùng, còn những cái hàng mà tên cứ Nhật Nhật ấy, thì toàn là Trung Quốc giả thôi chứ còn chả có ông nào chuẩn của hãng Nhật đâu đó. Thì đây như anh em thấy này, đấy, hàng Hukan thì cái độ hoàn thiện của nó rất là tốt. Đây mình sẽ quay gần cho anh em nhìn thấy đấy, nhìn nó khác hẳn so với những hàng tàu nhái đúng không anh em? Đúng. Tàu nhái làm sao mà so được. Rồi bây giờ mình sẽ bật máy lên để test nha. Đây bật máy thì ở bên hông này, em sẽ có cái đúng như vậy đó. Thì dòng này nó sẽ là công tắc bình thường thôi, còn nó sẽ có những dòng mà dùng điều khiển từ xa nữa, nếu mà điều khiển từ xa thì sẽ tiện cho anh em hơn. Đây, ví dụ như là mình sẽ chạm cái máy để cho nó bị nghiêng nhé. Đấy, nói chung là chỉ cần nghiêng cái này nó sẽ kêu. Đây nhá, trên này sẽ là chỉnh các chế độ tia này. Đây là mình, đây mình sẽ thao tác sơ cho anh em một chút. Những cái nút trên này đều là cảm ứng hết nhé. Cảm ứng hết nhé. Đó. Đây. Sáng nhá. Và như anh em thấy này, trung tâm này nó sẽ có một chấm luôn này. Đây, để mình quay cả cho anh em nhìn. Đó. Vuông ở trên trần luôn. Đây. Như anh em thấy. Rồi mình sẽ ấn thử thêm nhé, xem là có những chức năng gì. Đây là mình đang tắt cái tia ngang đi rồi này. Tắt tia ngang đi rồi. Đây là bật tia ngang lên. H, chữ H là bật tắt tia ngang nhé. Còn V là tia dọc nhé. Đây này, anh em để ý này. H này. H là tia ngang nhé. Đó, H là ngang này. V là dọc này. Đấy, nếu mà mình bật cả H cả V thì nó sẽ là ấy. Bật cả hai hai tia luôn. Đó. Đấy. Thì nói chung là cái tia xanh này thì nó lợi thế là anh em có làm ở ngoài trời ấy, ban ngày thì nó vẫn rất là ok nhá, nhìn nó chính xác luôn. Đây là mình thử cân mạch này xem nào. Ok đấy. Thực ra là mình quay qua điện thoại này thì nhìn nó lại không được đẹp cho lắm. Chứ bình thường mình đang nhìn trực tiếp vào đây thì cái tia của nó rất là sáng luôn. Rồi, thôi cảm ơn anh em. Nếu mà anh em đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp với mình. Máy này thì hàng chính hãng, chất lượng đảm bảo và giá thành cũng rất là rẻ thôi. Rồi, cảm ơn anh em nha.